Con làm đi. Mẹ con làm được rồi mẹ. Giỏi. Rồi làm đi. Good that we have our papa to remember. Wow, I'm mixing so fast, papa. Sorry. I'm mixing so fast. I'm even almost done. That's okay. Now this one ready, okay? Got it. Okay. Boom. Boom. It's getting to my finger. No, I'm here. Don't worry. Don't worry. I'm here. I'm here. Boom. So, good. Thì cùng ghé thăm bữa cơm của nhà Andy Khánh nha. Một sự khởi đầu đầy rôm rã. Mình làm bò bít tết nha. Bít tết hay lúc lắc? Ồ, cũng không có gì là lúc lắc hay bít tết. Thì bà bít tết ngon. Bà bít tết ngon. Ủa, chảo để đâu ạ? Đây mẹ. Chị nè. Đây mẹ. Chị nè. Đó, nè, con nó còn biết hơn anh nữa, anh thấy không? Đầu bếp chính là thường thường là chỉ đứng nó sai thôi. Mẹ. Mẹ. Cho xin cái chảo đi đầu bếp phụ. Con y chang luôn là cô tóc mày luôn á. Tại vì cầm cái chảo là cô tóc mày hay cầm cái chảo lắm. Tao để đâu em? Dạ đây, đợi tí. Mà khoan ba. Ba còn việc gì giúp nữa không? Dạ. Ba còn việc gì giúp nữa không? Còn chứ. Cái gì? Con với mẹ xách trái cây cho ba đi. Ủa em ơi, cái này không có cái gì thơm rửa mẹ. Thơm rửa mẹ. Thơm rửa mẹ. Nói nghe nè, một mình mẹ xuống bếp còn ok hơn là hai cha con xuống bếp luôn á. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng chuối để mình trang trí luôn. Tại vì khi mà mình trang trí là phải có chuối. Mật ong. Ăn đây. Tên tôi ngủ không ra coi. Con ăn nha mà. Chưa. Để dành. Cho xin luộc ké cái này chút. Wow. Làm anh mày già quá đã. Giấm em ơi, giấm đây đâu vậy? Dạ. Giấm. Thì có không biết trái táo bọt chừng nào xong nữa. Ba muốn còn cái gì thì để con làm. Chứ ba đừng có bắt mẹ nữa. Ừ, ba biết rồi. Bắt mẹ rồi, mẹ đang làm rồi. Mẹ đi qua đi lại, đi qua đi lại quá trời luôn. Đúng yes, rồi. Ok, I know. Cho con gọt thơm đi mẹ. Con rửa tay rồi con mới gọt. Bây giờ mẹ cắt sợi dài dài cho con. Rồi lát con tự cắt làm đôi, nhớ chưa? Nhìn. Làm đôi hả mẹ? Ừ, con cắt cái miếng, ví dụ như mấy miếng nhỏ này thì khỏi. Như cái này nè thì con sẽ cắt vậy nè, nhớ chưa? Để nhớ. Ừ, mình sẽ ịnh như vậy hả? Đúng rồi nè. Sao mày cắt nhanh vậy? Ừ, con làm đi. Nheo lên xe ngồi đi. Mẹ lên phòng tí. Hai cha con tự làm nha. Con mình tôi vậy nè. Mẹ ơi, xuống. Nhanh lên. Ba đợi mẹ kìa, em quậy phá kìa mẹ ơi. Mẹ ơi, dọn đĩa, dọn đồ ra đi. Trời ơi, Andy. Andy sắp xong rồi đó hả? Đúng 4 miếng rồi hả Andy? Chiếu cà mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi sau cuộc chơi năm xưa chẳng thấy ra chào. Rồi sao nữa? Gửi đông xe bà Thu Hà đi. Bi cư ra chơi. Thôi rồi, khỏi luôn đi. Xàm quá à.
Nhờ sự hài hước của ba Long và thừa hưởng nét duyên dáng của ba mà cả gia đình Andy Khánh lúc nào cũng ngập tiếng cười, vui không thể kể xiết. Bữa cơm của gia đình Andy Khánh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây, trông thật là thanh soạn. Take a little bit of cream. Chup chup. Cream. Papa, what are you doing? Careful. I'm careful. So. What to do ya? Dum 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 dum. So. Now you mix. Go 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 go. Cô bé mặt trời bắt đầu tươi tắn trở lại rồi đây. Có vẻ như Son rất hào hứng với công việc mà bố Johan giao cho thì phải. We will add a little bit of salt. And you know what you do, Angelina? So, yeah, you will do. But just so you can check that you don't get too much salt. So then you take your hand first, boom, boom, boom. That's why it's important to clean the hand. So you put a little bit so you know how much salt you get. That's okay. Bam. And then you do. And then you mix again. Okay. Papa. Papa. I hold and you mix. So teamwork makes dream work, right? It's the first time I do it. Yeah, did you but you do great. Do you think cooking is fun? Yeah, really? Bam. Good, 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 good. Ah, I know how to do it. Excellent. So when Mama is finished with the fish, then you know what we're gonna do? Then we're gonna make the scrambled eggs. Good. This one is ready now, okay? Wow, you're so good at cutting, Papa. No, I don't know about that, but we will try our best, okay? Wow, Papa. And now we do a little bit chop, 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 chop. Look at this one. Ah, wow, check, Mama, go and look at Mama's fish. Wow! Looks very nice and golden brown, right? You want to mix? You're the mixer. Yeah. Mix master. Mastress. Mix mass. Mixer. So funny. You good? I'm sorry. I need this. Watch out with the knife. Okay. Do you know what we forgot? We needed to do something with the carrot. That's okay. We will do it like good this. Good that we didn't. Good that we have our papa to remember. Wow, mixing so fast, Papa! Sorry? I'm mixing so fast. I'm even almost done. That's okay. Now this one ready, okay? I'll wash the carrot. Here we go. I'll wash the carrot, okay? Very good. You wash the carrot. And then you know what you can do? You can cut it, Angelina, okay? Yeah! Wait, good, will good. I cut it? Yeah, you can do it. I'll teach you. Are you ready? We do together, okay? You hold this one, you cut it. Okay. Boom. Boom. It's getting to my finger. No, I'm here. Don't worry. Don't worry. I'm here. I'm here. Boom. So, good. Wow, look at the color. Yeah, it looks nice. Look at this one. Perfect. Put that one over there. First time. Wow. Boom, boom, boom. See, so, Papa. Oh, no success. We lost three. Papa was coming. No. Boom. Accident. Yeah, accident happened. Sorry. Let me tell you something now. Okay. So there's three. So there's one family and three people in this family. Okay. So mix. Okay. Mix. Okay. Again. Okay. Cooker and cutter and mixer. So, cooker is Papa and I don't know if I'm the cooker, you know? No, today was a big challenge. Because you are cooking. So cooking. So cooking is Papa and cutting is Mama and mixer is me. Yeah, you did mix and you did mix super well. You know, you are the one who mixed the. They mix the scrambled eggs. Sure. You eat the carrots, okay? They're gonna be very nice and yummy, salty. Ah, but it's salty. I don't like salty. Who put the salt? Me. Okay. How does it taste? Yummy. Yummy. Okay. Super. Fantastic. You super know what? Super duper.
Why don't we do like this so you can cook more easily? Honey, come, we do like this. And then you know what? Put Angelina, älskling. Now I think this one should be pretty good. This is a new combination based on what we had available. Sorry that I put too much salt. It's a little bit salty. Nah, it's a little bit salty. Are you? That's okay, Angelina. Your carrots is gonna be a masterpiece. It is quite fine for thank you for today. Come, you and I put the plates on the table. Let's go. Ah, okay. Ta-da! Master chef, huh? Look at this one. Yeah, rock and roll. Vậy là bữa ăn cũng đã hoàn thành xuất sắc trong sự hân hoan của tất cả các thành viên trong gia đình. Có vẻ như teamwork chính là tiêu chí không thể thiếu của gia đình của bé mặt trời này, phải không? Một bữa cơm thịnh soạn, màu sắc, cách bài trí vô cùng bắt mắt. Cùng đến với bữa cơm của gia đình nhà công chúa mặt trời nào!